Rồi, ok, vâng, xin chào tất cả những người anh em có mặt ở trên kênh của mình nhé. Thì mình là Nam đây. Và hôm nay đến với clip này thì mình nhận thấy có vẻ là mọi người khá là thích cái con bo này. Ok, mình không rõ lý do vì sao lắm, nhưng mà thật sự là people có vẻ thích nó, cho nên là mình sẽ làm thêm một cái clip nữa về bo nhé mọi người nhé. Hình như clip trước cũng là map này thì phải. Đấy là theo cái trí nhớ vụng về của mình thì nó vẫn là cái map này. Và bữa đó là mình ăn cũng là cái map nó có chế độ robot luôn. Thế ok, hôm nay đến với cái clip này thì chúng ta sẽ cùng đến nhau đến với cái map này và chế độ robot nhé. Quẩy với ai, bị vớ vẩn này, quẩy quay này. Kể cả nó suýt giết được mình đi thì đồng đội mình xuống hốt kịp xác nó đi anh em ạ. Thế nên là nó không có cửa giết mình đâu. Ok, con thanh niên Pam này còn chờ gì nữa mà chưa chịu chết đi. À, chờ đồng đội hồi sinh ạ. Thế thì đồng đội hồi sinh rồi đấy. Rồi thì sao nữa? Ok, cái con này nó sẽ hơi bị khó bắn một chút bởi vì cái đạn của nó kiểu cái đường đạn nó bị bẻ cong theo hướng di chuyển của mình ấy mọi người ạ. Cho nên nó gần như là cái đường đạn nó di chuyển gần như là giống với con gì ta? Con thằn lằn gì à? Mình quên bố tên nó rồi. Nên mình gọi nó con thằn lằn bởi vì nghe nó thật là dễ thương. Điên, chẳng ai thấy thằn lằn dễ thương. Nam ạ. Ok, sinh tồn rồi. Team cuối cùng vừa nãy mình thấy nó đâu đó thế này. Nó gạ hàng ạ. Rồi các bạn thấy không? Mình đặt bom rất thông minh. Vài tỷ EQ cho pha là bom rồi. Nếu mình mà không đặt bom cho đấy đồng đội mình chết lâu rồi đấy. Nói thật đấy. Thôi đùa đấy thôi. Mình tính quảng bom giết thằng đồng đội cũ của nó thôi. Nhưng mà có ai tính toán được trước thằng đồng đội cũ, cái thằng đồng đội mới ở sinh của nó mà dẫm vào cái đống bom đấy thì đúng là mình đúng là siêu nhân thật đấy. Ok, nhưng mà không sao, mình là siêu nhân mà, mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy. Mặc dù mình không mặc áo choàng hay là một quần xịt ra ngoài thôi, nhưng mà mình sẽ cho mọi người thấy khả năng siêu nhân của mình. Ok, mình có khả năng đặc biệt đó, tiên đoán trước tương lai, mọi người tin không? Đấy, ok nhá. Thế thì mình cái này em bạn thế này, thằng cuối cùng mình sẽ giết nó bằng cái quả bom mình đặt ra được trong tất cả các trận trong clip này luôn. Ok không? Nếu mà không phải thôi, hẹn clip sau mình làm lại. No, thằng đồng đội mình chết rồi, đậu xanh rau má. Mình còn 6 ngọc sức mạnh ạ. Rồi bây giờ làm sao đây? Ra combat hay là đợi đồng đội hồi sinh ta? Ok. Đây, không có lợn gì. Đù. Đầu vãi. Thôi, các em gọn ra đây. Chỗ này là của anh hết. Các chú mẹ xoắn loạn hết cả lên. Đây, từ từ mình sẽ đặt bom vào chỗ nào đó. Mình cho là địch sẽ dẫm vào. Các bạn tin mình đi. Tin mình đi. Kiểu gì thì kiểu địch nó cũng sẽ dẫm vào thôi. Đây nhé. Đây, mình sẽ bắt đầu cái chuyên mục gạ tình bắt đầu. No, em ơi, no. Tại sao mày ra đấy? Đã yếu rồi chứ. Rồi, dẫm bom. Chết. Đã bảo rồi. Những người mà làm YouTuber ấy, người ta có một bộ, người ta có một cái bộ óc của thiên tài, mọi người hiểu không? Có thể người ta chơi không hay đâu, nhưng mà người ta có một cái bộ, người ta gọi là thuộc cái hàng đẳng cấp nó trên mức bình thường anh ạ, kể cả game thủ chuyên nghiệp nhé. Chứ chắc người ta đã có cái những cái chiến thuật mà nó ảo diệu bằng mình đâu mọi người. Mình vất bom ra đấy, ai biết đâu là chúc các bạn biết, các bạn có tin được là địch nó sẽ dẫm vào. Đã bảo rồi, nó cực kỳ khác biệt mọi người. Đấy là vì sao các bạn nên nhấn subscribe cho kênh mình nhé mọi người nhé. Mình nói thật đấy, nhấn sub đi các bạn. Mình khóc bây giờ ấy. À quên, hơn cả việc nhấn sub thì các bạn hãy nhấn like clip này nhé. Mình không biết vì sao mọi người lười nhấn like, nhưng mà ít ra cái clip màu nó cũng đẹp mà, nó đâu đến nỗi nó quê quá đâu. No, please people. Tại sao nhỉ? Sao lại không ấn like ấn sub ta? Nhưng mà whatever. Các bạn nên cảm thấy xem kênh mình là đúng đắn. Mình nói thật đấy. Các bạn nên cảm thấy kênh này nó khác lạ với những kênh khác. Mình đang cố gắng tạo sự khác biệt mọi người rồi. Từ từ, cái con này, riêng con này không cần phải bắn tét cỏ luôn mọi người, bởi vì nó nhìn được cỏ rất là xa. Có đứa nào kiểu nó đang đứng trong cỏ, nó đợi mình đến gần ý, vả chết ngay. Ôi dồi, thế mà nó đi xuyên được, ghét qua đống bom. Nó qua được đống bom ấy thì nó cũng đi thẳng mồm đồng đội mình là phục kích hết rồi, tính toán cả rồi. Từ từ tí, mình, các bạn tin mình đi, tí nữa kiểu gì thì kiểu không có thằng dẫm bom. Trừ phi mình lỡ ném bom chỗ khác. Nhưng mà chắc chắn là kiểu gì kiểu tí có thằng dẫm bom mà chết ở đấy. Rồi xong. Thằng này GG thôi, em mới chết đi, đồng đội mày AFK rồi còn cố với gắng cái gì nữa. Rồi, team cuối cùng đâu?
đồng đội mình nó lại tăng hình ở đây ta? Sao lại tăng hình mà đi như thế? No, team cuối cùng là chỗ nào vậy? Đấy, đấy, thấy cái gì chưa? Thấy cái gì chưa? Mình đã bảo rồi, kiểu gì thì kiểu, kiểu gì thì kiểu, ok. Không có thằng dẫm mìn mà của mình mà chết, ok. Đã bảo rồi, cái vi xử lý não của YouTuber nó phải hơn người bình thường. À không, chỉ có mình thôi. Mình phải hơn người bình thường. Nó thật. Nó phải rất là đặc biệt và khác lạ. Từ từ. Mình muốn ăn nhiều robot hơn cơ. Nhưng mà bọn này nó muốn chọc ngoáy thì mình phải giết. Thôi em ơi thôi, để ăn robot đã thôi, làm căng. Thấy chưa các bạn? Mình đã bảo rồi. Kiểu gì thì kiểu, mình đặt bom vào chỗ nào, chỗ đấy có thằng dẫm vào và nó bị nổ chết. Trừ cái pha mình ném bom đặt ngay lúc đấy mình ném ra thằng kia nó không dẫm vào thôi, nhưng mà yên tâm đi, tin mình, phải tin mình. Mình ném bom vào chỗ nào có thằng dẫm chỗ đấy mà chết. Tin mình. Các bạn tin mình là các bạn tin đúng người đấy. Trust me. Mình đẳng cấp. Thôi đùa đấy. Ok. Rồi còn con thằng lòng chả biết sao mình bữa nay lại có con thằn lằn làm đồng đội chứ. Mà kể ra thằng con thằn lằn này cũng hay, nó cũng đánh đau mà. Mẹ giúp rồi, giúp đi, tao giết từng thằng một. Nhìn đồng đội mày kia, úi giời, mở ulti chạy rồi chết đi, mở ulti thế thì mình chết đi. Còn thằng bé chạy lên xong nhìn thấy con robot định quay lại kiếm đường khác chạy ạ. Úi giời, tưởng cái gì, mẹ hóa ra lên phát thấy mặt con robot đấy nó dễ thương quá nên thằng bé nó chạy mất. Mà ai dè chạy ngoặt lại vào mồm mình luôn. Ok, 8 ngọc sức mạnh rồi, khá là ngon. Đây, bình tĩnh. Mày là đồng đội thằng bữa nãy đúng không, hay là đồng bọn thằng bữa nãy đúng không? Thôi, xong, thằng đồng đội mình xong rồi. Mày tưởng thằng đồng đội mày hạ được tao là mày cũng hạ được tao? Từ. Thằng kia đạp xít này, đạp đấy. Đã bảo mình có cái bộ óc của thiên tài. Rồi bây giờ chỉ cần đợi đồng đội hồi sinh ra là nó có ngọc sức mạnh thôi. Rồi đấy, sướng nhá. Rồi có đồng đội tốt như mình, dễ gì đâu. Trời, nó lại quái gì đâu. Rồi, dẫm xít. Đã bảo mà. Hai thằng dẫm xít mà là hai con thủy quái. Đã bảo rồi, cái chỗ mình đặt bom ấy, nó khác lạ lắm. Nó không giống người bình thường một tí nào. Khác lạ lắm, khác biệt lắm. Đấy mới là mình. Đã bảo khác biệt lắm, không có ai giống được. Không có ai đặt bom mà giống như mình được, các bạn hiểu không? Không có ai làm được điều đấy đâu. Không có một ai đâu. Không có ai đâu. Tin tôi đi, không có ai đâu. Khó lắm. Thôi em ơi, giả cái hòm cho anh nhé. Thôi. Mình đắp bộ táp nó bay bố cái hòm. Từ. Đấy, tao giúp mày ăn hòm nhá, sướng chưa? Sướng rồi thì cút. Thôi. Mày ăn tham đấy, mày lấy bằng hết à? Con melon này, mày nhớ tham. Mình tính giết cái đằng dưới kia cho nó chết bo mà thôi kệ. Con melon này phải chết trước. Đéo. Cái loại này là không thể cho sống được. Mất dạy, chết rồi nhá. Được, đặt bom này. Đây này. Bình tĩnh. Úi giời ơi, xong luôn. Mà thôi, em trốn ngay cho anh. Em trốn ngay cho anh. Mẹ chúng nó team up với nhau kìa. À thì mẹ, có khi chúng nó là đồng đội đấy. Hai thằng này là đồng đội đấy. Còn Tara với thằng này là đồng đội đấy, ok. Mày này. Rồi thằng kia tốt. Đây. Em làm gì ở đây đấy em? Anh thấy hết rồi, anh phải thấy hết rồi. Đây, chuẩn bị có đứa chết. Nếu phải mình, nếu phải em. Thôi. Xong. Đây, từ còn hai quả bom này cơ. Phải có đứa dẫm vào đúng. Về mặt lý thuyết là phải có đứa dẫm vào, nhưng nó là thằng nào mình chưa biết. Phải có đứa sẽ dẫm vào. Bình tĩnh. Ôi, 3 hit trúng cả 3 luôn. Nào, tao đố. Không cần đặt bom nữa. Mình vẫn tin tưởng. Không, mình đã đặt bom vào chỗ kia, chắc chắn phải có đứa dẫm vào rồi. Vừa nãy mày đánh ai đau lắm.
Oh no no no. Rồi rồi, đạp xít một thằng. Rồi thằng nữa. Đạp đạp đạp. Rồi mày chết. Vãi cả vào robot ạ. Rồi nhưng không sao. Về cơ bản là vẫn có đứa dẫm nhìn thật mọi người. Còn Tara đấy. Đấy thấy không? Vào cái phút chót mình đổi vị trí đặt bom, mình kiểu kiểu mình biết sai mình sửa mọi người. Cái đấy được gọi là xoay chuyển càn khôn đó mọi người. Cái này là những người gọi là có ý thức thấy sai là sửa liền đấy mọi người. Cái này thì cũng là một điểm rất là khác biệt, một điều rất là hay ho và một điều đúng, hơn hết là một điều đúng đắn chúng ta nên làm mọi người. Xoay chuyển càn khôn, thấy sai là sửa, thấy đúng là làm mọi người. Đấy, nhờ những cái thay đổi vào phút chót của mình thì chúng ta đã gạt dò được team 11 ngọc sức mạnh mọi người. Thấy mình thông minh không? Đây đây đây. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đây. Rồi, có con lợn này, chết này. Thằng nó phanh này chết chắc luôn. Thôi rồi, chạy đâu nữa. Mày đứng lại là càng mất nhiều máu hơn. Quả đấy cứ phải chạy. Rồi chạy đến thẳng chỗ đồng đội của nó thì may ra nó mới thoát được. Mẹ nó vãi quắn vào tường. Từ từ. Con lợn Dario đang nghĩ gì? À từ thằng Brock này có vẻ giống thằng ban nãy này. Cái thằng mà mình cứ bảo là nó suốt ngày nó quay team up ý. Đây. Mình sẽ không đúng ý mình lắm. Nhưng mà cũng có hai đứa đạp xít rồi. Đây. Đấy. Các bạn xem kiểu gì kiểu có đứa dẫm vào, dẫm xít. Đấy. Mới một khoảng. No. No, thằng đồng đội mình no, chạy đi no. Làm ơn đừng chết em ơi. Nó chín ngọc sức mạnh đấy. Mẹ đừng có chọc mấy bố ấy. À thằng Frank có khả năng là thằng ban nãy ấy. Ban nãy thì phải, nãy mình giết. Đây. Thế cái team này thì thằng con thủy quái kia mới là thằng đáng sợ kìa. Đấy. Ok. Úi giời, thằng đồng đội mình xong. Sao nữa đây? Rồi con thủy quái sắp chết rồi. Từ. Xíu máu nữa. Ặc. Vãi sao bây giờ bọn này nó né bom chuyên nghiệp thế nhỉ? Mấy thằng này con nhà đội gỡ mìn à? Rồi chết. Thằng cuối chết. No, why? Tại sao? 5 giây nữa. Trời ơi. Chết mẹ. Thôi xong, có hai. Thôi. Có lẽ mình nên dừng tại đây. No. Thôi một trận nữa cũng được. Trận vừa rồi gái bom lỗ quá. Hãy để trận này gỡ gạc một tí.